Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Lead and Chase đến từ sàn Binance các bạn. Ăn chia tổng giải thưởng là 75.000 token Avax nè. Thì để đủ điều kiện của dự án này thì các bạn cần phải chơi lượng volume là 10 token Avax các bạn, thì các bạn sẽ được ăn chia tổng bùn làm 15.000 token Avax nè. Còn bạn nào chơi trên 40 token Avax thì ăn chia tổng giải thưởng bùn thêm 60.000 token Avax này các bạn. Rồi, thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance và KIC nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào wallet nè. Các bạn deposit vào con USDT trên sàn Binance nha các bạn. Rồi, các bạn nạp vào địa chỉ Ethereum BTC Blockchain BET20 này nọ đó các kiểu nha các bạn. Sau khi các bạn nạp lên sàn xong thì các bạn chơi các bạn. Thì các bạn bấm qua giao dịch nó chơi nè. Sau khi các bạn có con USDT xong thì các bạn mua con Avax nha các bạn. Các bạn bấm buy nè. Hiện tại con Avax này là 60 đô cho một token nha các bạn. Mình buy nè, 100% nè. Rồi, sau đó thì các bạn nhấp vào một lịch sử nữa các bạn. Chơi history nè. Thì các bạn đếm cái lượng giao dịch của tất cả các bạn đủ 10 lệnh là buy hoặc sell là các bạn đủ điều kiện tham gia giá này nha các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn nhấp vào Namata của mình nè các bạn. Các bạn copy UID này nha các bạn. Rồi các bạn dán vào cái link phong này nè. Rồi đáp án thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nè. Đáp án A, câu B. Câu số 1 là đáp án A nè các bạn. Câu số 2 là What is Avax token many user for? Thì đáp án là Avax on Avalanche. Là câu C nha các bạn. Câu số 3 là Avalanche for production. Thì các bạn chọn đáp án for syndrome. For syndrome thì các bạn chọn Kanas Nakamoko. Câu B nha các bạn. Câu số 4 thì các bạn chọn Avalanche nha các bạn. Con smart con chắc nè, chạy người ta Avalanche đúng. Câu số 5 thì No Million. Câu số 5 câu A nha các bạn. Câu số 6 là câu Bird. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa có chính xác không, chính xác xong xuôi thì bạn bấm gửi nha các bạn. Để mình kiểm tra lần nữa. Rồi nha các bạn kiểm tra thông tin đàng hoàng chính xác hết thì bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.